Thưa quý vị, đúng một năm sau vụ hơn 1.900 tấn cá chết trắng trên sông La Ngà, tỉnh Đồng Nai, thì hôm qua cá lại tiếp tục chết. Chỉ sau một đêm, cá chết trắng hàng loạt khiến người dân không kịp trở tay. Sau cơn mưa lớn kéo dài đến rạng sáng ngày hôm qua, người nuôi cá lồng bè trên sông La Ngà bất ngờ nhận thấy cá trong bè có dấu hiệu lạ rồi nhanh chóng nổi chết trắng bè. Mặc dù người dân đã tăng cường sục oxy nhưng vẫn không thể cứu được. Đa số cá chết đều là loại sắp đến kỳ xuất bán, gồm cá lăng, cá leo, cá chép và diêu hồng. Người dân ra sức vớt cá để bán lại cho thương lái với giá chỉ từ 10 đến 20.000 đồng một kg. Nếu để cá chết lâu thì chỉ bán được với giá vài nghìn đồng một kg. Thống kê đến thời điểm này đã có hơn 1.000 tấn cá chết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã lấy mẫu nước để kiểm định, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, hơn 1.900 tấn cá bè cũng chết trên sông La Ngà với nguyên nhân được xác định là mưa lớn, khiến cho lượng oxy trong nước giảm mạnh. 129 hộ dân sau đó được hỗ trợ với tổng số tiền 12 tỷ đồng.